cặp ME5 ME33 anh em ạ, cặp loa ME33 đây. À ME55 xin lỗi anh em nhé, ME55 nó cao cấp hơn cặp ME33 một chút, độ đời cao hơn. Đây. Loa này về nguyên trạng như này luôn anh em nhé, khá là đẹp đúng không? Và mình xin giới thiệu cấu hình con này như sau. Con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 14 cm, gân cao su zin, màng sẽ là màng sợi carbon anh em nhé, màng sợi carbon. Và chất bát con này cực kỳ căng. Riêng anh em nào thích chất bát và chất mít thì anh em mình mua Denon là hợp lý, tại vì Denon nó có cái giải bát và mít rất đầm và chắc anh em nhé, đúng không? Và cấu hình khủng luôn. Con này thì loa bát khá là to so với những cái dòng mini rồi. Bên trên này thì sẽ là một con chép đôm. Và đôm con này là đôm từ neo anh em nhé. Từ neo là một loại siêu từ rồi anh em ạ. Từ neo thì chắc chắn là nhập khẩu từ châu Âu về rồi, chứ châu Á đã sản xuất được loa từ neo đâu anh em nhé. Từ neo nhập khẩu châu Âu. Thụt hơi mặt trước đúng không? Cấu hình thì khá là ok. Phía sau đây tổng thể đẹp anh em nhé. Công suất con này sẽ là 50W và trở kháng là 6 ohm. Một cặp sẽ là 100W. Anh em ghép những cái âm ly từ âm ly lớn đến những cái âm ly nhỏ, con này đều phang tốt hết anh em nhé. Chất âm khá là hay, hoặc anh em ghép về làm trợ lời cũng được cho những cặp loa như thế này anh em ạ. Và hiện tại giá cặp này bình thường sẽ là 1.800.000 cho một cặp như thế này anh em nhé. Nhưng mà xin thưa với anh em, mình xả cho anh em giá Tết chỉ còn 1.600.000 cho cặp loa Denon này thôi anh em nhé. 1.600.000 với chơi anh em. Đẹp. Chất âm hay. Rồi. Thì tiếp đến đấy là hết mấy món đồ lẻ, và tiếp đến đây sẽ là hai mã da anh em nhá. Đây. Anh em sẽ nhìn thấy một con khá là ngon. Con này con Yamaha. Mình lại mới đấu giá về được. Hôm trước có một con thì đã bay theo một anh ở Thái Bình rồi. Hôm nay lại tiếp tục về được một con. Thì xin thưa với anh em, con này đen xì đen sũi luôn anh em nhá. Con này chính là con Yamaha CRX330, một trong số những con mà chất âm bát phải nói là quá sâu lắng. Riêng Yamaha nó không sản xuất dàn thì thôi, nó sản xuất dàn con nào phải chất lượng con đấy anh em ạ. Đánh khá là hay anh em nhá. Cục dàn này đúng theo kiểu form châu Âu nhá. Mặt nó rất là ngắn gọn, nhưng mà phía sau này anh em nhìn hậu nó dài dã man luôn. Hậu và cục dàn và hậu của loa dài bằng nhau luôn anh em nhá. Một trong số những con loa mà hậu sâu kinh khủng luôn. Ôi trời anh em. Đấy, hậu rất sâu. Ok chưa? Và mình xin phép giới thiệu cấu hình con này như sau. Đầu tiên con này anh em sẽ nhìn thấy nhá, màn hình rất ok. Chơi đĩa CD cực kỳ ngon anh em nhé. Có sẽ có đốc iPod bên trên này để anh em kết nối iPod vào. Và riêng cái đốc iPod này thì hôm nay mình đã có một cái cục Bluetooth để anh em mình có thể cắm vào đây để kết nối Bluetooth trực tiếp luôn anh em nhé. Đấy, kết nối trực tiếp Bluetooth với bộ dàn luôn thì coi như giống như một bộ dàn tích hợp sẵn Bluetooth luôn. Tiếp đến là cái cổng USB anh em ạ. USB này anh em có thể kết chép nhạc bộ nhớ USB để em cắm vào đây để chơi luôn anh em nhé. Đấy. Ngoài ra thì con này FM nó sẽ chỉ đến 90 thôi, còn AM thì vẫn full giải đài Việt Nam anh em nhé. Yamaha nó sản xuất cái bộ này thì chất âm khá là hay. Riêng cục dàn đánh tốt những cặp loa bass 25 cm, chất âm rất ok anh em nhé. Và cái cổng phone, em nhìn cổng phone mặt trước này sẽ được mạ vàng luôn, thấy chưa? Thiết kế form đối xứng, mình nhìn nó cứ la lá mà tách nhỉ. Anh em nào chơi tách biết la lá đúng không? Cấu hình loa sẽ bao gồm một loa bass đường kính là 12 cm, gân cao su zin dạng siêu mỏng anh em nhé, dạng mỏng đấy. Màng bát sẽ là màng carbon này, núm siêu to, anh em sẽ biết cái côn nó to thế nào anh em nhé. Bên trong củ này rất gấu luôn. Bên trên này sẽ là con chép đô anh em nhé, chép đô. Đấy. Cấu hình của nó này anh em này, bên trong có thùng ma trận rất là dài, chất bát ra cực kỳ lực luôn. Phía sau đây anh em nào mua bộ này chơi tết rất ok luôn. Công suất cục dàn này chỉ 25W thôi, tại vì con này sử dụng nguồn xung rồi nên công suất tiêu thụ điện khá là thấp anh em nhé. Điện nguyên bản là 100V. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng là 6 ohm. Đấy. Thấp nhất là 6 ohm, anh em sử dụng cặp cao hơn được. Kẹp anten FM để nghe đài này. Bên dưới là súp điện A anh em nhá. Con này đát 2008 này. Đấy. Từ năm 2008 nó có những bộ dàn VIP này chơi rồi, khét thật. Loa đây. Công suất loa là 90W anh em nhá, max 90W và trở kháng là 6 ohm. Một cặp thì sẽ là 180W. Chơi tốt những phòng diện tích 40 mét vuông, mà con này là hàng đấu giá nó sẽ đẹp xuất sắc luôn anh em nhá. Đẹp xuất sắc luôn và kèm khiển zin luôn. Ôi cho anh em, kèm khiển zin cho anh em luôn. Đấy. Và cái mã da này hiện tại mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại mã Yamaha đen xì đen sũi này mà cấu hình rất khủng, chơi trực tiếp Bluetooth luôn anh em nhé. Cục Bluetooth này mình sẽ đi kèm máy cho anh em luôn. Giá chỉ có 4.200.000. Ôi cho anh em, đánh cực sâu anh em nhé. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn này. Đấy, đấy. 4.200.000.
mão thư sinh vui bước đăng trình 16 tròn trang, ghi trên bảng sung lời thề chính nhân. Đây nha, đấy là nghe CD. Và tiếp đến bây giờ mình sẽ test Bluetooth cho anh em luôn, đang kết nối với con điện thoại này anh em nhé. Anh em sẽ chọn ra này, iPod là ok anh em nhé. Play này. Mã dàn cực ngon, giá chỉ có 4.200.000 mà cái mã Yamaha rất hiếm anh em nhé, ít thấy trên thị trường, càng đẹp luôn này. Rồi, tắt nhạc đây đi. Tiếp bên đây sẽ là cái bộ dàn cuối cùng anh em ạ. Con này sẽ là con một bộ dàn cổ thằng Technic anh em nhé. Như anh em thấy đây, đúng không? Con này khá là cổ anh em ạ, khá là cổ. Thì các chức năng này như sau, anh em nhìn thấy nhé, bật nguồn lên này, đúng không? Nó sẽ bao gồm chức năng đầu tiên là chơi nghe, xem nghe, gọi là nghe truyền hình tivi, nghe tivi nhá, nghe FM, nghe AM, nghe cassette anh em nhá. Đấy, và hai chức năng chơi CD này là các cổng kết nối bên ngoài, thì em có thể tùy chọn cổng phía sau anh em nhá. Đấy, em ghép vào cổng nào thì chơi cổng đấy. Ngoài ra thì con này sẽ có nút volume chỉnh chủ ở đây này, volume ở đây anh em nhá. Đây, volume gạt, nghe chưa? Đây là sẽ có 1 2 3 4 5 thì có 5 cần. Nhưng mà cần của con này thì nó bị tụt bên trong rồi anh em nhé. Một cần này để chọn cái gì để chế độ tivi không quan tâm, tụt bên trong rồi. Một cần này thì cần là chỉnh ba lăng, mình đã căn cho anh em vào giữa rồi anh em nhé, nó cũng tụt bên trong. Đây là chỉnh bát và chép này thì nó vẫn còn lòi ra ngoài để anh em chỉnh được anh em nhé, rất ok đúng không? Đây là cái chỉnh mic anh em ạ, cái cần này gạt mic coi như bỏ chả ai dùng đúng không? Đấy, và hai hộp cassette anh em ạ. Một hộp này thì nghe trực tiếp được, rất ok. Hộp này bên này thì chỉ sử dụng để anh em đút cassette và nó chép sang bên này thôi anh em nhé. Táp sang táp này, ok chưa? Đấy, với chế độ rec, em sẽ sử dụng cái cổng này để ghi, gọi chép cassette cho nhau. Đấy. Hỗ trợ đây cổng phone, một cổng phone, một cổng mic như này và các chế độ dongle, NR và thứ ở bên dưới hết anh em nhé. Đấy, con này có sẽ là con mã là SAK3W. Đấy, ok chưa? Đấy, nút nguồn, đèn power và dò đài đây anh em nhé. Con này sẽ đủ 108 này, FM đủ 108 và dò full đài Việt Nam luôn. Đấy, đấy cơ bản về cục dàn. Con này ra rất rẻ luôn. Cấu hình loa này anh em nhìn này sẽ bao gồm loa 3 đường tiếng anh em nhé, rất hầm hố đúng không? Con bên dưới này thì sẽ là một con bát đường kính khoảng tầm 13 cm này, đúng không? Màng giấy này, núm này, núm nhựa này. Bên trên này sẽ là con trung giấy anh em nhé, và trên cùng sẽ là con chép đôm. Chất âm này rất cổ luôn, tại vì con này nó là dòng đài cổ anh em nhé. Đây, phía sau anh em nhìn thấy không? Tổng thể cục dàn thì công suất sẽ là 47W điện nguyên bản 100V và tấm bên sau gỗ luôn anh em nhé. Ok chưa? Tấm gỗ luôn đấy, khá là hay. Loa này, trái phải anh em nhé, loa trái phải đấy. Loa trái phải và các đường in out CD để phục vụ anh em kết nối thiết bị bên ngoài này. Đây anten FM anh em nhé, anh em có thể sử dụng cái này bắt đài đấy. Hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn phụ mắc công suất là 100W đây này. Ok chưa? Đấy, gạt AB đây mình không biết chức năng là gì nữa, chịu nhá. Ok chưa? Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Cả bộ đang để cho anh em giá là 1.800.000 anh em nhé, 1.800.000 cho mã này, rẻ như giản mini xin đưa với anh em, mà anh em được một con cổ để test FM cho anh em xem. Đồng châu bao quanh sông Trà Lý, xa xa là Thái Thủy, một vùng đất nên thơ. Ok chưa anh em? Cắt xét đây. Bao năm chuyện gian khó, bao con người vất vả, làm nên đất nước. Cắt xét đây. 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 Cắt x
cassette nhá. Đấy, chọn cassette này. Bát chép chỉnh đây anh em nhé, bát chép vẫn gạt rất ok. Đấy. Rồi, cái đấy cơ bản về con này. Giá hiện tại 1.800.000 anh em nhá. Ok chưa anh em? Siêu rẻ luôn. 1.800.000 cái bộ này thì quá rẻ luôn. Về nghe cassette này, nghe FM này, kết nối thiết bị bên ngoài này, thoải mái. 1.800.000. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em chọn được những món đồ ưng ý để về chơi Tết anh em nhá.